Hôm nay sáng 7 giờ sáng nay là ngày 20 là tháng 8 mình đi ra chợ để mua chút đỉnh đồ tôm đồ làm lẩu để về mừng dự cái sinh nhật cho cháu cụ mình là tròn 1 tháng tuổi. Mua chút đỉnh đồ để mình đi chợ nha quý vị. Đi chợ rồi về để mình làm mình nấu rồi để mừng sinh nhật cho cháu cụ mình trọn tháng tuổi đặng mình đặt tên chứ hôm sanh tới nay thì cũng chưa có đặt tên này là 1 tháng tuổi mình mới đặt tên nên nên giờ mình đi chợ đây. Cái hàng cái chẻm á, cái chẻm mấy bạn khứa giữa ừ ngon lắm, cá nó thịt ngon, mua nè, tôi mua có đồ ăn rồi, nhà mua dồn dồn hoài không á. Vậy hả? Khỏe ha. Em mua thịt heo dữ người ta. Mua về kho mời đến dỗ cô Tám. Ủa vậy hả? Mua thịt kho à? Nó nói quậy mới nha, chứ chụp hình nha. Hết, hết, hết em này bữa nào xuống. Xuống quay chạy. Quay ba bốn đứa mình chơi bữa này. Em dịp vậy. Lâu lâu chạy không chết. Không phải mấy chục triệu mà. Không. Mười mấy à? Mấy xài được. Này đưa lên YouTube được. Má này đưa lên YouTube mới được, còn cái loại kia đưa không được. Không có gì, tôi nói gì mua 15, 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
luôn. Mỗi tuần có 200 người hả?
có đường từ mấy này. Rồi nó nhấc nó mà nhỏ con gom tiền chi tiền nhấc nè. Mua gì sách ra đi vòng cho bọn thường. Quầy bả bây giờ đưa nó lên cho cấp mà nó đẹp rồi đó, cười nãy à đẹp quá, cười sức kìa, tóc mày nó đẹp á, đi dài như này coi. Ừ. Nè cha ơi bạn đồ đẹp dữ trời thủ thiếu tôi giải cái nó nè thấy không để con cái ngọn mấy vậy cũng được mua cái giải nào tốt rồi bạn ngon mà cả con nói với sao con nó mua thì nó bộ đồ cũ thì nó cứng như xây đó con bán là có sao là con nói vậy muốn cái này mua đồ của con cái này nhiêu mét 200 mấy một bộ của con này mai sẵn hay là bả đi mai mai của vợ người ta mai nè ờ vợ người ta mai ha đẹp đúng không mày bán đâu nè nay bán đồ bộ tại hơn anh không có dựng giải đâu mà nó sổ 28 thôi mua gì mua đi cho tôi về trước à dạ nha ừ về mua trong lòng có liếc gì mua mình đợi thanh niên vô hết đây đi ngồi hết đi cho anh coi mấy đứa này đâu có ai đâu ngồi hết rồi cút ăn luôn đi chưa ăn ha chưa ăn vậy dùm chừng đi chứ là mình rồi luôn chà xíu mặc đi má ăn bây giờ bác dình đi đây hồi chơi đi vai với ăn có đẹp không chơi em chơi với em có chơi với phải rồi hả con đi chơi quay hồi vậy thì xin còn ha chơi mắt của ba quay đi quay nãy hồi chứ quay xuống dưới hồi nha bạn hồi chơi xuống cầu không là không biết chơi xuống cầu nữa rồi để mà chọn mắt mà nè nhạc xưa tờ vô em là quý giúp chó bây giờ em sẽ quý giúp em mà mấy con chó làm rồi nào quay là có lại như vậy nha quý mi dịch anh biết là đại ca đại ca con thờ thu em chắc chưa với em đâu em cũng mình một con chó em đại ca con ngồi luôn chứ đứng sao ăn. Ủa,
Ngồi đi, ngồi đi. Ở đây quay chút xíu ăn sao. Rồi. Ừ đúng rồi, nhẹ đâu. Con ngoại nữa. Ngồi chị chút xíu rồi. Rồi ngồi đi. Chút xíu. Rồi rồi đây cầm đũa đi. Muốn để bên đây nữa con. Chút rồi dọn bên đây nè. Mấy chị em nó còn ngồi bên đây được. Rồi hồi ngồi bên đây đi. Còn bàn nữa kìa. Còn cúc luôn nữa mà. Còn cắm hàng nữa. Rồi nó ngồi bên đây. Ừ. Cái này đó. Đi chải à, đổi cho nó. Bỏ còn đủ ly đâu hả? Cái gì đủ không? Bên đây múc thêm dĩa nữa nhỉ. Dĩa xào đó con. Xào đi, gõ xếp ra. Với cái dĩa xếp ra. Gõ nè, xếp qua để bên đó. Cái dĩa xào con múc thêm dĩa nữa. Xếp dĩa gõ qua bên đây, dễ ăn. Ừ. Với thịt vịt với tô cháo để vô ngay giữa. Ở này chưa có bánh hỏi nè. Bàn này chưa có bánh hỏi nè. Ừ, đứng qua cái. Ừ. Có nước tương không? Rồi vậy bánh hỏi lên. Gấp dối dối qua. Còn ấy chia ra đây cho dễ gấp. Rồi để mình ra đó. Nè, dọn đi, dẹp đi đó, không có ai nữa dẹp đi. Rồi. Để bên đây đi nha. Ừ. Rồi còn bàn nữa mà, còn cắm hàng đồ rồi đi về không sao, rồi còn bàn nữa. Rồi. Vậy đi. Cái nước mắm. Này nước tương không có nước mắm nè. Có làm nước mắm không con? Làm nước mắm đêm nè, nước mắm kia không làm. Nước mắm nêm này bên nó làm bên lẩu. Sao nãy không có làm thêm nữa. Dạ, làm với nước mắm đi, nước mắm con. Có mắm trong. Ừ, nước mắm trong ơi, có mắm trong đi. Mắm trong rồi, sẵn chấm lẩu. Ừ, nước mắm trong đi. Ăn gọi hồi mấy bạn ăn chè ăn xôi nha. Ăn đầy tháng về phải biết. À, bà nói nha, bà nấu thì nói chung là ngon nhưng mà điều nước nó không được trong, bà nó bị màu á. Nấu màu nó không được trong không bị ba cái bà làm mày bà củ không á, củ dền rồi với củ ấy chứ không có màu vàng nó giống khoai quá. Hả? Màu vàng thì giống khoai chứ. Màu vàng để coi nãy bà nói gì nãy không phải khoai. Ừ. Nói củ gì đâu giờ quên mẹ rồi. Không biết củ gì á, rồi còn kia củ dền, cái lá dứa. Ừ. Rồi nếp mình sai chứ không phải nếp bịch nha. Rồi bà là thức sáng đêm hôm mà đó chứ bị mừng bánh bán nữa. Rồi hồi ăn thử ngượng viên nha. Rồi bà nấu bà khéo không? Sớt hết rồi chị. Sớt hết rồi, sớt hết dẹp rồi. Ừ.
sáng nha. Ừ, sáng. Thôi, chị ra ngoài đi. Mày nói đám đó biết tại hồng nào không, không mất tiền. Mày nói tư tôn, tao coi lại trên đài truyền hình nó báo nó ba tiền. Đi theo ở Phúc Lạc Viên. Ừ, tao không mất tiền. Nên mấy ngày nó làm cái lắm rồi. Đi tùm lum hết trơn, mày giờ còn đang đi kiếm mà tìm mấy người mà. Mà không biết sao đây. Điều ở xa xa mình phải không? Không có gần mình phải không? Nó ở bên bển á. Này không có mắm trồng, quát miếng mắm trồng mày. Đây là tô cháo có sẵn nè. Mày không có rủ chị Tư xử mày hết đi nha. Đây nội trong nhà không, không có rủ ai hết trơn. Ừ, không rủ người nào luôn. Sợ đông rồi không biết người ta có bị người ta rầy không. Chứ mà nó rủ người đông lắm mà là này là trong nhà không. Vậy đi chưa hết nữa. Đi chưa hết. Ừ. Chị mày rủ chị Tương Mai mày nữa. Anh hai, chị hai giao tặng rồi xử rồi chiều lên chứ để sợ đồng nó sợ đồng. Ừ. Hôm nay là bé Dương Nguyễn Phương Nghi tròn 1 tháng tuổi, con của Dương Minh Phương. Đây. Cái gì vậy? Có đem giấy theo không? Mũi beta gì đó nói vậy mới để ra chích beta với mũi viêm gan. Người ta có ghi mà. Không có ghi hả? Biết nó hỏi vậy chứ. Thôi. Có ghi. Có ghi chứ. Có ghi. Sao nói cũng sổ màu hồng có đem theo không? Có, anh đem theo được. Ừ, vậy đưa cho anh ta. Đủ. Đủ rồi, hỏi gì nữa. Ừ. Lẩu cái gì vậy? Cái lọ nào rồi nó ra lọ đó chứ mày.